Xin chào cả nhà. Vợ chồng Dương đang làm việc á cả nhà. Đeo cái tai nghe vô vậy đó, suốt ngày. Đeo cái tai nghe vô nghe người ta họp á, mấy cái cuộc họp á mình phải đeo tai nghe suốt rồi. Nghe Lan Vy nó ọt ẹt cái anh chạy ra. Xin chào cả nhà. Bây giờ lo đi lấy cá để làm cá cho mẹ chồng Dương nấu cà ri cá. Đây cá hồi sáng như gã đông như bể đây nè. Ba con cá này 220.000 á cả nhà. 220.000 ba con nè. 1,2 kg. Nhiều là nửa tiếng hả, 20 phút, không tới nửa tiếng, 20 phút làm ba con cá. Giờ để đi cắt. Nhà mẹ Dương tiến hành nấu cà ri cá. Đang cho dầu nóng, bỏ mấy cái hạt thảo mộc này vô. Đã bỏ cái hạt mustard vô rồi. Giờ cho hạt thì là vô nè. Thêm cái hạt gì mà fenugreek vậy đó, cái hạt đó giúp tiêu hóa. Cho củ hành tây, ớt xanh vô. Cho thêm một ít tỏi nữa, tỏi đập dập 4-5 tép nha, bỏ vô cho nó thơm. Ở bên Ba Lan mấy cái dụng cụ mà bằng gỗ á, nhiều lắm cả nha. Cây để xào, để chiên, để vớt, rồi cây chài đâm nữa, đó cái cây chài đâm này. Cây chài để dành đâm tỏi của nhà Dương. Mua mấy cái đồ gỗ mà rẻ nha, người ta bán rẻ lắm, không có mắc đâu. Chừng 10-20 ngàn cây. Chỉ có cái cây chài đâm thì nó hơi mắc, còn mấy cái cây mà để sơ sơ nó rẻ. Chừng 20 ngàn, 25 ngàn là có một cây à.
Nó cà chua mẹ Dương xay cho nó nhuyễn ra rồi đó. Bỏ một chút thôi, vẫn còn giữ một chút nè. Để lát bỏ vô cái nước me nè. Cái này là nước me. Tamarind and what mom? Tamarind chili powder. Tamarind salt. Nước me, bột ớt, bột nghệ với lại muối đó. Nấu cà ri cá Ấn là phải có nước me. Rồi cái bước cuối cùng là sẽ bỏ dừa khô xay vô. Thì mẹ Dương cũng xay dừa khô sẵn rồi nè. Dừa khô á, dừa khô mình xay sẵn ra rồi đó. Xay sinh tố ha, lấy xác luôn. In this curry we will not put masala. Mm-hmm. So chicken curry, mutton curry, put masala. Dương nấu cho Dương với Đăng Vy ăn. Nấu ít gia vị lại. Bỏ tỏi vô. Gừng vô. Ghiền nó thích ăn hành tây dữ lắm luôn. Mới bị lớn à mà ghiền ăn hành tây. Ăn cho nó nóng trong người. Mà nó thích. Giờ mà nó thích không lẽ mình không cho nó ăn. Kệ nó ăn được thì nó ăn. That for baby? Yeah. What's that on me? Mới cái vị lớn nào mà thích ăn cay thì phải bỏ một chút ớt khe khe vô thì là nó chịu. Bỏ muối vô. Đây, bỏ muối. Mẹ Dương bỏ dừa khô vô cái nước súp hồi nãy đó, mình nấu lát cái mình bỏ dừa khô vô nè, nấu cho nó bay hơi nó sợ. Cho nước chưa. Cho bột nghệ vô. Fish wash mà. Yes, yes, wash. Mẹ Dương cho cá vô nè. Cái của mẹ Dương quẹt quẹt trên trán là giống như là mình cầu nguyện đó cả nhà. Đeo cái pin đi là bình an. Quẹt quẹt mấy cái bột đó là cái bột giống như mình nói là thần thánh gì đó. Còn kiểu là gia hộ cho mình đó.
mẹ Dương đảo cá, không có sơ. Nói sơ nó bị gã cá hả? Ơi gì vậy? Gì? Hả? Gì anh Vi? Vi gì vậy? Ờ rành đó hả? Chút xíu nữa ba cho nha. À, chút xíu nữa ba cho. Khóa chai cam đó mà bà cô chú. Mẹ chai cam. À sáng mẹ để cho hết lạnh cho nên đi ăn á. Rồi lấy thêm. Còn một trái nữa nè, lấy thêm. Nè, mẹ cho nè. Chi chi chi. Cái nồi cà ri của mẹ chồng Dương nấu xong rồi nè cả nhà, hấp dẫn à, màu màu đậm đà luôn nha. Ăn con, ăn cơm. Xin ra cho ba kìa, ba mở cửa trúng cái đầu nè con. Hết rồi. Cà ri cá, cà ri cá, cá. Yes. À, cá. Ba ăn cơm kìa. Ba ăn cơm kìa, lên Vi ăn cơm đi. Vi ra Vi ăn cơm của Vi đi. À, ba lấy cơm ăn nè, đơn giản lắm cả nhà, ăn cơm trắng với cà ri cái là xong rồi đó. Nóng à con ơi, đi ra đánh Vi ơi. Nó chạy vô, nó ba đang làm việc, nó chạy vô, nó bắt ba nó đi ra. Hết biết nó luôn thiệt chứ. Làm việc không yên với nó nữa. Nó ngủ chơi nè cô chú. À, kêu ba ra đá banh ha. À, yeah. Đá banh nè cô chú, nó đá banh nè. Nó kêu ba nó ra để đá banh với nó. Ăn cơm xong mẹ Dương xem phim. Xem phim dài tập này nè. Mấy cái phim bộ dài tập á, một ngày gan tập á. Thích xem. Ở bên đó người ta thích xem phim truyền hình vậy đó. Mấy cái dài tập á, người ta hay gọi là drama, nhưng người ta không có gọi là phim, nó kêu bằng drama. Một ngày gan câu chuyện khác vậy đó. Mẹ lấy ra nè. Yeah. Nè lấy cho banh ra, con lấy cho banh ra. Bon. Sao vậy? Lấy ra chơi với ba kìa. Chơi với ba với bà nội nè. Chạy ra chơi với ba với bà nội nè. Hả? Thấy không? Ba làm việc rồi nó chạy vô kìa. Ba đi vô cái nó chạy vô kiếm nữa rồi nè cô chú. Giờ sao ba làm việc được con? Chạy vô bắt ba đi gần.
nè chơi với mẹ nè, rồi con chơi với mẹ nè, không chơi với mẹ đi, chơi với mẹ hả, chơi với mẹ nè. Bắt bà chạy ra, bà nó phải chạy ra cho nó nè. Sao đá sao cho cô chú xem nha, chơi banh Vi đẹp quá cô chú. Dương thích chơi banh của nó, chơi banh nó nhiều màu á, quá trời màu luôn, màu mà người ta làm màu đẹp, ta làm màu nhìn dễ thương. À, nhảy nhót ha, để đàng hoàng nha, xích vô bên kia, xích vô trong con. Mẹ xích vô trong, lúc nào nó cũng ba cái mền ở trên giường á cô chú, nó ghiền ba cái mền, lúc nào nó cũng để ba cái mền nó mới chịu, để con cái nó đi kiếm. Làm gì đó, làm gì đó con, làm gì đó. Ơi, rớt cái bánh ở đâu rồi, nó lụm ra trên giường kìa, dơ đó con hả. À, cái tô trên giường nó có cái tô để bánh. Rồi rồi ăn đi. Ba cắt dừa khô kìa bên đi. Chồng Dương đặt dừa khô siêu thị giao tới, rồi ngồi gỡ ra, gỡ ra để mà để vô tủ đông á, ăn nhiêu thì lấy ra xay. Người Ấn là ăn món cà ri đó là nấu cái gì cũng dừa khô hết á cả nhà ơi. Cà ri cũng dừa khô, rau xào cũng xào với dừa khô, hầu như là món nào cũng với dừa khô đó. Do là sống bên Ba Lan này mua dừa khô không có tiện á, cho nên là có khi nấu có khi không, chứ mà ở bên Ấn nấu món nào cũng dừa khô. Rồi tách ra để tủ đông. Nè, Huy bỏ vô cho ba. Yeah. Huy nó lấy miếng dừa khô nó chơi. Huy. Trời ơi, coi nó kìa, coi nó kìa. Trời ơi, coi quay cái đít nó kìa. Cái đít của nó, cái đít của nó bệnh cái đít đó kìa. Rồi grandma, grandma sao con? À, grandma vậy ha. À, grandma bệnh cái đít đi á. À, grandma bệnh cái đít đi. Mắc cười không ấy? Grandma mắc cười quá à, bệnh cái đít đi. Từ từ nha, cũng 57 á, té á. In the conjugal video smile, scare out. Hello. We put some songs it's good. Cream lagale. Cream. Pasla. This man should you that hello me. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành cùng Dương và Prakash, kênh Vợ Việt Chồng Ấn Cuộc Sống Ba Lan. Hôm nay Dương xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo nhé.